Vâng, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì tiếp tục cái hành trình khám phá một vài cái vị trí, vài cái địa điểm ở Phú Yên. Thì mình cũng đang đi trên cái con đường ven biển này. Con đường ven biển khu vực này là cái khu vực vốn dĩ trước kia là cái khu vực phía đông nam của thị trấn Phú Lâm. Thì hiện nay nó thuộc cái cánh nam của thành phố Tuy Hòa. Thì mình đang đi ngang cái sân bay, khu vực sân bay này, sân bay Đồng Tác. Thì con đường này được thiết kế là đường một chiều, cũng khá là rộng, sạch sẽ, bằng phẳng, đẹp. Phía ngoài này là biển các bạn. Đoạn này là đoạn ven biển. Đây có thể nói đây là con đường ven biển. Đoạn này là phía ngoài bờ biển, dọc bờ biển là toàn là dương liễu không. Thì người ta giữ dương liễu này để chắn sóng biển, chắn gió, chắn cát bụi vào những cái mùa mưa to gió lớn. Toàn là dương liễu không. Khu mặt biển này không có khai thác du lịch như dịch vụ nha. Bãi biển khu ngoài này có lẽ rất đẹp, không có người ở. Còn ở phía trong này, thì lúc nãy mình đi ngang là cái sân bay Đồng Tác. Còn cái khu này là mặc dù người ta có tường rào ở đây, tường rào mà không biết là bên trong ở này người ta làm cái gì, mà chắc có lẽ là chưa làm gì hết á. Còn cũng là dương liễu quá trời luôn. Thì đây là cái con đường mà tỉnh Phú Yên đã khai thác để nối cái trung tâm thành phố Tuy Hòa đó, bắt qua cái cầu Hùng Vương đó, để đi vào phía nam đó, vào phía nam của huyện gọi là huyện Đông Hòa. Vậy thì mình cứ đi thẳng con đường này thì mình sẽ vào đến cảng Vũng Rô đó, cái cảng biển của Vũng Rô đó, cũng như là dưới gần cái chân đèo Cả đó. Thì từ thành phố Tuy Hòa, trung tâm thành phố Tuy Hòa đi vào đến Vũng Rô thì khoảng chừng nó cũng khá xa, nó gần như là gần 30 km, hai mấy cái số, hai mấy khoảng đó. Thì mình đi cũng mất cũng phải 30-40 phút tùy theo đi nhanh chậm đó. Đây thì mình đang đi xe máy. Với tốc độ mình đi chỉ có 50 km/h. Mình review coi chứng chị các bạn xem. Phải nói là cái khu vực cánh nam của thành phố Tuy Hòa hiện nay, cũng như là cái nơi giáp ranh với cái huyện Đông Hòa, thì là cái vùng ven biển, vùng ven biển đất đai thì mênh mông. Thổ nhưỡng ở đây là chỉ là đất cát thôi nha, đất cát. Thổ nhưỡng ở đây thì không có cái cây gì mà sống nổi ngoài cái cây dương liễu thôi. Cho nên là tương lai thì khu vực này thì chỉ là phát triển cái du lịch, rồi phát triển một vài cái khu dân cư, cũng như là xây dựng các cái nhà máy xí nghiệp, là khu công nghiệp, có nghĩa là cái khu công nghiệp bên phía cánh nam của thành phố Tuy Hòa là khu công nghiệp Đồng Tác rồi. Rồi chỗ này thì hầu như là thấy người ta, khu này là người ta nuôi tôm này, như là nuôi tôm mà thả bạc, giống như những cái khu vực khác ở tỉnh Bình Định người ta cũng nuôi tôm thả bạc nữa. Rồi ở thị xã Sông Cầu ngoài ở đây nuôi tôm thả bạc không. Từ con đường này đi ra biển rất là gần, chỉ có chỗ thì vài chục mét, chỗ thì khoảng trên trăm mấy chục mét. Ô thời tiết rầm như muốn mưa hay sao. Ô, anh kia anh thấy mình quay anh nhìn lại không? Anh mang gương đen nữa, ớn thiệt rồi chứ. Ô, chỗ này đây chú chị các bạn thấy không, chỗ này không có rào rào nè, nhìn nè, đất đai này. Trời ơi đất đai cát không, cát cháy chứ không phải là cát trắng nha, cát nó cháy màu, cháy to này dương liễu không.
ban đêm thì đi con đường này thì rất là vắng, nhưng mà có điều là điện, có điện thắp sáng hết, thắp sáng con đường này. Nó vừa là đường du lịch, vừa là đường chiến lược mà. Ôi, đến đoạn này nó trống nè, đoạn này phía ngoài phía biển là nó trống, trống trải. Đoạn này trống trải nè, nhìn thấy biển rất là rõ. Nhưng đoạn này cũng vậy, cũng là đoạn cái nơi chắc có lẽ là nằm trong dự án. Hiện tại thì chưa có cái sử dụng vào những cái mục đích kinh doanh nào cả nha. Quang biển. Ôi, quá trời rộng luôn. Đúng, đất sao mà quá trời rộng. Kinh khủng không? Đất kiếp luôn. Đất bên này làm gì cho hết phát triển mở khu công nghiệp, phát triển đô thị. Đoạn này vắng không, mình đi nhanh nhanh tí nha. Còn mình cũng không biết cái đoạn này đã đến cái khu vực xã Đông Hòa, huyện Đông Hòa chưa, không biết. Rồi bạn cameraman cầm ấy, cầm quay, cầm dài dài luôn, để ngay vô dài này, vừa hoàng vô cái trên dài á, gác cái tay dài nó khỏi mỏi. Đó, quay dễ luôn. Canh canh chừng canh đây, canh đường nghe. Yeah.
hiện nay cái con đường đường Hùng Vương này, con đường Hùng Vương nối dài con đường biển này thì nó đi qua xã Hòa Hiệp, khu này là Hòa Hiệp Trung. Vào đến đây là chắc có lẽ là dân đông đến cái khu trung tâm của xã trước kia, hiện nay nó trở thành phường rồi. Trở thành phường cho nên là xã Đông Hòa, thị xã Đông Hòa, Đông Hòa, thị xã Đông Hòa. Ở đây là lên thị xã rồi. Một thời gian thành lập huyện Đông Hòa đó là cái thị này. Ngoài đồng gì đó.